thưa quý vị bất chấp những tin đồn từ giới tuyên truyền thân nga về việc moscow từ bỏ chiến thuật tấn công hàng loạt chính quyền ukraine vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nga đang âm thầm tích lũy lực lượng và có thể thực hiện cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào bất cứ lúc nào đây được xem là mối đe dọa đáng kể trong bối cảnh mùa đông đang đến gần theo thông tin từ andrei kovalenko người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc hội đồng an ninh và quốc phòng ukraine snbo có những dấu hiệu cho thấy nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới Đừng tin vào các nhà tuyên truyền Nga, kẻ thù đang tích trữ hỏa tiễn tại các sân bay của không quân chiến lược. Số lượng hỏa tiễn hiện có đã đủ để thực hiện các cuộc tấn công, không quân của họ cũng đã sẵn sàng, Kovalenko cảnh báo. Thông tin này đi ngược lại với những tuyên bố từ kênh truyền thông cánh hữu thân Nga Alex Parker Returns, một kênh được cho là có liên hệ với tổ chức Wagner đã giải thể. Kênh này do một người vô danh đang ẩn nấu tại Canada điều hành gần đây tuyên bố Nga sẽ không còn thực hiện các cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt vào Ukraine nữa. Trong mùa đông năm ngoái, Nga đã thực hiện nhiều đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Các cuộc tấn công thường sử dụng kết hợp cả hỏa tiễn hành trình, đạn đạo và máy bay không người lái Kamikaze, gây khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Ukraine đã được tăng cường đáng kể về khả năng phòng không với sự hỗ trợ của phương Tây. Các hệ thống như Patriot, Iris-T và Nasham đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn các mối đe dọa trên không của Nga. Mặc dù vậy, số lượng các hệ thống này vẫn còn hạn chế so với diện tích lãnh thổ cần bảo vệ. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine được cho là đang chuẩn bị triển khai loại hỏa tiễn có khả năng tấn công tới tận Moscow. Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng đã yêu cầu Mỹ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk có tầm bắn 2.400 km. Những vũ khí tầm xa này có thể giúp Ukraine tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các sân bay mà Moscow đang sử dụng để tập trung lực lượng. Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng việc Nga tích trữ hỏa tiễn có thể nhằm hai mục đích. Một là chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa đông nhắm vào cơ sở hạ tầng Ukraine. Hai là tạo áp lực trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Moscow có thể sử dụng mối đe dọa này để buộc Ukraine phải nhượng bộ trong các cuộc thương lượng. Trước tình hình này, Ukraine đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và kêu gọi người dân duy trì cảnh giác cao độ các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, trong khi các đồng minh phương tây tiếp tục hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ cho ukraine trước các mối đe dọa từ trên không. trong một diễn biến mới từ crimea, phong trào kháng chiến atlas vừa tiết lộ thông tin quan trọng về việc nga triển khai radar potlad gần vịnh stralska, sevastopol. Động thái này cho thấy Moscow đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các cơ sở quân sự than chốt trước các cuộc tấn công ngày càng táo bạo của Ukraine. Theo thông tin từ phong trào ATES, quân đội Nga đang đặt nhiều hy vọng vào hệ thống radar này để phát hiện sớm các cuộc tấn công từ lực lượng phòng thủ Ukraine. Tuy nhiên, các thành viên kháng chiến khẳng định, dù Portlet là radar quan sát toàn diện có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cực thấp, trong môi trường nhiễu phức tạp, chúng tôi vẫn có những bất ngờ mà họ chắc chắn không thể lường trước led K1 là radar di động hiện đại với khả năng xác định mục tiêu theo 3 chiều không gian, hoạt động ở băng tầng S có tần số từ 2 đến 4 GHz. Thiết bị được trang bị hệ thống anten mảng pha tiên tiến ở phần trên, cho phép phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay thấp với độ chính xác cao, đồng thời có khả năng quét toàn bộ không phận xung quanh theo hình tròn. Radar này được thiết kế để hoạt động hiệu quả, ngay cả trong điều kiện bị đối phương tạo nhiễu mạnh việc nga triển khai potles tại sevastopol phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của moscow về khả năng tấn công của ukraine trong những tháng gần đây các lực lượng ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công vào các mục tiêu quân sự nga ở crimea trong đó có các cơ sở hải quân quan trọng tại sevastopol trước đó đã có báo cáo về việc phát triển sự di chuyển của các hệ thống tác chiến điện tử palatin của nga gần ukraine Điều này cho thấy Nga đang tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công từ trên không và biển của Ukraine. Thông tin từ phong trào ATAS có ý nghĩa chiến lược quan trọng giúp các lực lượng Ukraine hiểu rõ hơn về hệ thống phòng thủ của đối phương. Việc nắm bắt được vị trí chính xác và thông số kỹ thuật của radar podlet có thể giúp Ukraine phát triển các chiến thuật đối phó hiệu quả trong các chiến dịch tương lai sự xuất hiện của radar Polet cùng với các hệ thống tác chiến điện tử Palatin cho thấy Nga đang xây dựng một mạng lưới phòng thủ đa lớp tại Crimea. Tuy nhiên, những thành công gần đây của Ukraine trong việc vượt qua các hệ thống phòng thủ của Nga cho thấy không có hệ thống nào là không thể bị đánh bại. Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus sẽ đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình nếu ông có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine như đã hứa. Ông Donald Trump đã hứa chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Mỹ không phải Belarus, họ có thể quên, nhưng chúng tôi hy vọng ông Trump sẽ giữ lời. Nếu ông Trump làm được, Belarus sẽ đề xuất trao giải Nobel hòa bình cho ông ấy. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 7 tháng 11. Ông Lukashenko lưu ý thêm, không phải mọi thứ đều phụ thuộc vào ông Trump do hòa bình đòi hỏi hai bên tham gia. Bình luận về kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Lukashenko nói không quan tâm ai thắng, dù tin rằng nước Mỹ sẵn sàng có tổng thống da màu mới, nhưng chưa sẵn sàng có nữ tổng thống. Ứng viên Cộng hòa ông Donald Trump ngày 6 tháng 11 đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2025, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong một thế kỷ đảm nhận hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump nhiều lần nói chiến sự Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị và ông cũng tuyên bố có thể chấm dứt chiến tranh trong 24 tiếng, nhưng không nêu kế hoạch cụ thể. Sau khi ông được xác nhận đắc cử, Điện Kremlin tỏ ra hoài nghi về khả năng này và cho biết chỉ có thời gian mới làm rõ. Ngày 7 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Donald Trump hoàn nghênh về các bình luận chấm dứt chiến sự Ukraine, khôi phục quan hệ với Nga mà ông đưa ra trong quá trình tranh cử. Hoa Kỳ là quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi chiến tranh nước này bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022 chính quyền tổng thống Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 175 tỷ Mỹ kim viện trợ quân sự và kinh tế. Giải Nobel Hòa bình được trao cho cá nhân, tổ chức có đóng góp to lớn để thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia, cắt giảm hoặc giải trừ lực lượng vũ trang thường trực, tổ chức và xúc tiến các hội nghị hòa bình. Những người có thể nộp đề cử là học giả, giáo sư đại học, nhà khoa học, những người từng đoạt giải Nobel, nghệ sĩ giải Nobel Hòa Bình từng được trao cho một số tổng thống Hoa Kỳ, trong đó có Theodore Roosevelt vào năm 1906, Woodrow Wilson năm 1920, Jimmy Carter vào năm 2002 và Barack Obama vào năm 2009. Thưa quý vị, một đoạn video gây chấn động vừa được lực lượng Houthi công bố ghi lại cảnh họ bắn rơi một máy bay không người lái MQ-9 Reaper trị giá 30 triệu Mỹ Kim của Mỹ trên bầu trời Yemen đây được xem là thách thức mới đối với hoạt động trinh sát của Washington tại khu vực này, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ trên các máy bay không người lái trinh sát hiện đại. Phát ngôn viên Hào Thị Yahya Shari cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 8 tháng 11 tại khu vực tỉnh Anjaf. Theo thông báo, đây là chiếc MQ-9 thứ 12 mà lực lượng này tuyên bố bắn hạ kể từ tháng 11-2023. Các đơn vị phòng không của chúng tôi bắn hạ thành công một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó đang hoạt động trên khu vực tỉnh Anjao vào rạng sáng nay. Yahya Shari, phát ngôn viên Houthi thông báo. Đoạn video được công bố cho thấy một hỏa tiễn lao trúng mục tiêu khiến máy bay bốc cháy và lao thẳng xuống đất. Cảnh quay còn ghi lại hình ảnh các thành viên Houthi và người dân địa phương xung quanh sát máy bay ở hiện trường. Trong đó có một bộ phận với cánh quạt lớn. Máy bay không người lái MQ-9 Reaper là một trong những tài sản quý giá của không quân Mỹ, được sản xuất bởi tập đoàn General Atomics, với khả năng hoạt động ở độ cao trên 15.000m và thời gian bay liên tục lên đến 24 giờ. MQ-9 được trang bị hệ thống tự vệ tiên tiến, có thể phát hiện và đối phó với các mối đe dọa từ vũ khí phòng không của đối phương. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu Mỹ Kim, Đến, đến tháng 5 năm 2021, không quân Mỹ đang vận hành hơn 300 chiếc, với nhiều phiên bản đã được nâng cấp để cải thiện khả năng hoạt động. Cả quân đội và CIA đều thường xuyên triển khai loại máy bay này trên vùng trời Yemen và khu vực lân cận. Về phía Houthi, họ được biết đến với việc sở hữu nhiều loại hỏa tiễn phòng không, trong đó có mẫu sát được cho là tương tự với hỏa tiễn phòng không tuần kích 358 của Iran. Loại vũ khí này kết hợp giữa tầng đẩy hỏa tiễn và máy bay không người lái tự sát, được thiết kế đặc biệt để săn lùng mục tiêu trên không. Kể từ khi kiểm soát khu vực miền Đông Yemen và thủ đô Sana vào năm 2014, lực lượng Houthi đã nhiều lần tuyên bố bắn rơi các máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn giữ im lặng về số lượng máy bay thực sự bị mất trong khu vực này trong phản ứng mới nhất phía mỹ chỉ xác nhận đã biết về video và đang tiến hành điều tra nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết sự việc này một lần nữa cho thấy mức độ phức tạp trong tình hình an ninh tại yemen nơi lực lượng houthi đang thể hiện khả năng đe dọa nghiêm trọng đối với các hoạt động trinh sát của mỹ trong khu vực Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa leo thang khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng triển khai chiến thuật tác chiến điện tử mới gây nhiễu tín hiệu GPS tại khu vực Hoàng Hải, đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không và hàng hải dân sự trong khu vực. Động thái này được xem là một bước leo thang mới trong chuỗi các hành động khiêu khích gần đây của Triều Tiên. Theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS, các hoạt động gây nhiễu GPS được phát hiện tại khu vực Haju và Gangsong vào ngày 8 và ngày 9 tháng 11, khiến nhiều tàu biển và hàng chục máy bay dân sự gặp trở ngại trong hoạt động. Trước tình hình này, quân đội Hàn Quốc đã nhanh chóng phát đi cảnh báo tới các phương tiện hoạt động trên Hoàng Hải, yêu cầu các kiếp vận hành nâng cao cảnh giác. JCS đã ra tuyên bố cứng rắn, kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh. Trong khi đó, phía Triều Tiên vẫn giữ im lặng trước cáo buộc này. Sự việc diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwa Song 19 được họ tự hào tuyên bố là mạnh nhất thế giới. Đáp lại, Hàn Quốc đã phóng hỏa tiễn đạn đạo ra biển vào ngày 8 tháng 11 thể hiện quyết tâm đáp trả mọi hành động khiêu khích từ phía Bắc. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc gây nhiễu GPS có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với an toàn hàng không. Khi tín hiệu GPS bị gián đoạn, phi công có thể gặp khó khăn trong việc xác định vị trí và hướng bay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người. Tuy nhiên, các máy bay hiện đại thường được trang bị hệ thống định vị dự phòng để đối phó với tình huống mất tín hiệu GPS trong khi bay theo phân tích của anh chan yêu giám đốc viện nghiên cứu triều tiên thế giới việc gây nhiễu gps có thể là chiến thuật của bình nhưỡng nhằm bảo vệ hoạt động liên lạc và trao đổi thông tin tình báo của họ trong các hoạt động quân sự quan trọng Quan hệ liên Triều đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngoài các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo nhằm hoàn thiện công nghệ vũ khí và đáp trả các cuộc tập trận Mỹ Hàn, Triều Tiên còn thực hiện các hành động khiêu khích khác như thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc từ tháng 5 được xem là đòn trả đũa việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả khí cầu chứa truyền đơn qua biên giới. Quân đội Hàn Quốc cho biết đây không phải lần đầu Triều Tiên cố gắng gây nhiễu tín hiệu GPS với một vụ việc tương tự đã xảy ra vào giữa năm nay. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Seoul trong giai đoạn đó. Không tuyên thệ, đó là câu trả lời dứt khoát của năm ủy viên Hội đồng thành phố Rawson mới đắc cử trước yêu cầu tuyên thệ trung thành với vua Anh. Quyết định táo bạo này không chỉ thách thức một yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa Canada và chế độ quân chủ lập hiến Anh trong thời đại mới. Stephen Johnson, thị trưởng thành phố Dawson thuộc vùng lãnh thổ Yukon của Canada ngày 9 tháng 11, cho biết quyết định này được đưa ra bởi tất cả ủy viên hội đồng thành phố mới được bầu trước lễ nhậm chức ngày 5 tháng 11 để ủng hộ Darwin Lynn, ủy viên đã đưa ra ý tưởng này. Theo đạo luật riêng của vùng Yukon, các ủy viên hội đồng thành phố phải tuyên thị trung thành với vua Anh, người vẫn là nguyên thủ chính thức của nhà nước Canada, dù mối liên kết thời thuộc địa không còn trao cho người đứng đầu hoàng gia Anh bất quyền lực thực sự nào tại quốc gia này. Lời tuyên thệ trung thành với vua Anh thường được các ủy viên hội đồng Yukon thực hiện khi họ nhậm chức trong vòng 40 ngày kể từ ngày bầu cử. Nếu không làm như vậy, cuộc bầu cử của họ có thể bị tuyên bố vô hiệu, dẫn đến chức vụ bị bỏ trống và có khả năng dẫn đến một cuộc bầu cử đặc biệt để chọn người thay thế. Theo thông tin, bốn ủy viên hội đồng mới có mặt tại cuộc họp hôm 5 tháng 11 đã tuyên thệ nhậm chức Thành viên thứ năm dự kiến tuyên thệ sau khi đi nghỉ về. Tuy nhiên cả năm người đều không đọc thêm lời tuyên thệ trung thành với vua Anh. Giám đốc phụ trách các vấn đề cộng đồng của Yukon, Samantha Crosby, nói rằng việc cả một nhóm ủy viên hội đồng mới từ chối tuyên thệ trung thành là điều hiếm xảy ra. Bà đã liên hệ với các ủy viên hội đồng để tìm giải pháp tránh phải tổ chức bầu cử đặc biệt ở thành phố Dawson. Bởi làm như vậy, các ủy viên hội đồng và thị trưởng sẽ mất chức vua Charles là nguyên thủ quốc gia của khối thịnh vượng chung, gồm một số thuộc địa cũ của Anh như Canada, New Zealand, Australia, Jamaica và nhiều nước khác. Tuy nhiên, ông và hoàng gia Anh phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ một số nhóm ở các nước thành viên khối thịnh vượng chung. Khi vua Charles đệ tam thăm Quốc hội Australia tháng trước, một nghị sĩ đã la ó từ chối công nhận vai trò nguyên thủ của ông. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời tháng 9 năm 2022, cuộc thăm dò do viện Angus Reid thực hiện cho thấy 52% người dân ở Canada phản đối công nhận vua Charles là nguyên thủ quốc gia và ủng hộ các đức quan hệ mang tính nghi thức của Canada với hoàng gia Anh. Đầu năm nay, một nghị sĩ Canada đưa ra dự luật thay đổi hiến pháp để quan chức không bắt buộc phải tuyên thệ trung thành với vua Anh nhưng không được quốc hội nước này thông qua. Do trục trặc động cơ ngay sau khi cất cánh từ sân bay Sydney, máy bay của hãng Qantas đã phải hạ cánh khẩn cấp, khiến bãi cỏ gần đó bị cháy. Trong lúc chuyến bay số hiệu QF520 cất cánh từ sân bay Sydney để tới thành phố Brisbane hôm nay, hành khách nghe thấy tiếng nổ từ một trong hai động cơ. Một động cơ dường như ngừng hoạt động. Sau đó 10 phút, phi công giải thích rằng họ gặp trục trặc với động cơ bên phải khi cất cánh. Hành khách Georgina Lewis cho biết Hành khách Mark Willis nói tiếng nổ xuất hiện ngay khi bánh xe rời khỏi mặt đất và gây rung lắc mạnh khiến máy bay cất cánh khó khăn. "Tôi chưa từng cảm thấy điều gì như thế," Willis cho hay. Máy bay phải bay vòng trong thời gian ngắn trước khi an toàn trở lại sân bay Sydney. Các kỹ sư của Qantas đã kiểm tra sơ bộ và xác định đây là lỗi động cơ. Hành khách có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, nhưng thực tế không có vụ nổ nào xảy ra. Air Service Australia, cơ quan quản lý hàng không của chính phủ cho biết, trục trặc động cơ đã khiến bãi cỏ cạnh đường băng bốc cháy, đám cháy nhanh chóng được lính cứu hỏa dập tắt. Trung tâm điều phối hoạt động quốc gia của Air Service đã thực hiện lệnh dừng hoạt động mặt đất 47 phút tại sân bay Sydney để bảo đảm máy bay hạ cánh nhanh nhất có thể. Toàn bộ người trên máy bay an toàn và đường băng bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại vào tối 8 tháng 11. Khi chúng tôi hạ cánh, hành khách vỗ tay và reo hò rất nhiều, Willard nói thêm. Qantas không nói rõ có bao nhiêu hành khách và thành viên tổ bay trên phi cơ thân hẹp này. Theo mô tả trên trang web của hãng, máy bay gồm 12 ghế hạng thương gia, 162 ghế hạng phổ thông. Quan chức Qantas cho biết, nhân viên của hãng được đào tạo bài bản để ứng phó những tình huống khẩn cấp như vậy. "Chúng tôi hiểu đây sẽ là trải nghiệm khiến khách hàng lo lắng và chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả họ để hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ điều tra nguyên nhân sự việc." Quan chức này nói Qantas cho biết hành khách sẽ được chuyển sang các chuyến bay thay thế, 11 chuyến bay nội địa bị hủy và 4 chuyến bay phải chuyển hướng đến các sân bay khác liên quan đến sự việc của máy bay Qantas. Một bước ngoặt quan trọng trong việc bảo vệ bí mật quân sự vừa diễn ra khi Google đã chính thức gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh về các cơ sở và hệ thống quân sự Ukraine khỏi nền tảng Google Maps. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu khẩn cấp từ phía Kyiv, đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ Ukraine và các công ty công nghệ toàn cầu. Andrei Kovalenko, giám đốc trung tâm chống thông tin sai lệch CPD thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine NSDC, đã xác nhận thông tin này qua kênh Telegram chính thức. Google đã khắc phục tình hình với bản đồ, các cơ sở và hệ thống quân sự không còn hiển thị nữa mọi thứ sẽ tiếp tục ổn định trong tương lai, ông khẳng định. Vấn đề này được phát hiện 4 ngày trước đó, khi Google Maps lần đầu tiên cập nhật ảnh vệ tinh của lãnh thổ Ukraine sau 2 năm. Mặc dù Kovalenko cố tình không tiết lộ chi tiết về các cơ sở quân sự bị lộ, nhưng các kênh Telegram thân Nga đã nhanh chóng lan truyền những hình ảnh chụp màn hình, trong đó có thể nhận diện được các vị trí phòng không tại sân bay Giuliani ở Kiev, bao gồm các hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot ngoài ra tại sân bay Staro Kostiantyniv thuộc tỉnh Kamenevsky ảnh vệ tinh cũng cho thấy rõ vị trí của nhà máy, nhà chứa và các cơ sở quân sự khác để xử lý tình huống này Google đã quyết định khôi phục lại bản đồ từ hai năm trước Google Maps sử dụng ảnh vệ tinh từ công ty không gian Maxar của Mỹ một đơn vị có khách hàng chính là các cơ quan tình báo Hoa Kỳ như cục tình báo quốc gia NRO và cơ quan tình báo địa không gian quốc gia NGA Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ tại Ukraine, các cơ quan này đã tăng gấp đôi lượng ảnh vệ tinh mua từ Maxar. Công ty này thậm chí còn phải thông báo về tình trạng thiếu vệ tinh và kế hoạch phóng thêm các thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các cơ quan tình báo Mỹ. Đáng chú ý, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, Google đã chủ động vô hiệu hóa một số tính năng của Maps tại Ukraine, bao gồm thông tin thời gian thực về tình trạng giao thông và mức độ đông đúc tại các địa điểm công cộng. Công ty giải thích rằng đây là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng địa phương. Động thái này của Google không chỉ phản ánh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin quân sự trong thời chiến, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty công nghệ trong các cuộc chiến hiện đại. Việc kiểm soát thông tin địa lý chiến lược trở thành một phần không thể thiếu trong nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Thưa quý vị, một báo cáo chi tiết từ lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF vừa được tiết lộ cung cấp những thông tin quý giá về việc sử dụng đạn dẫn đường laser Copperhead của Mỹ trong chiến dịch tại vùng Kersker. Đồng thời, Ukraine cũng công bố kế hoạch hợp tác với Thales-Benjamin trong việc sản xuất hỏa tiễn đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa từ các thiết bị bay không người lái. Theo tài liệu được chia sẻ, đạn M712 Copperhead, một loại đạn pháo 155 ly được Mỹ phát triển từ thập niên 1970, đã được nhóm quan sát tiền phương của SOF sử dụng hiệu quả trong các chiến dịch từ đầu tháng 8 đến tháng 9. Loại đạn này được trang bị đầu đạn nổ phá hoặc phân mảnh thông thường, có tầm bắn từ 3 đến 16 km và được thiết kế đặc biệt để chống lại các phương tiện bọc thép. Trong một nhiệm vụ điển hình, một đơn vị đặc nhiệm gồm 4 người đã được triển khai, bao gồm chỉ huy đơn vị, người điều khiển thiết bị định vị laser, điều hành viên thông tin liên lạc và người bảo vệ. Họ sử dụng thiết bị định vị mục tiêu laser Leonardo Type 163 để dẫn đường cho đạn. Ba thành viên còn lại của đơn vị được giữ lại để bảo vệ phương tiện và làm đội phản ứng nhanh. Trong quá trình thử nghiệm, đơn vị đã thực hiện 3 phát bắn, Hai phát đầu tiên trúng mục tiêu nhưng chỉ gây thiệt hại một phần do sử dụng đạn nổ phá không hiệu quả cho lại mục tiêu này. Phát thứ ba không trúng mục tiêu do len dẫn đường của đạn bị hư hỏng và bị khói che khuất. Song song với việc này, Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ với Thales Belgium về việc sản xuất chung hỏa tiễn FZ-275 LGR caliber 70mm với đầu đạn FZ-123. Loại hỏa tiễn này được thiết kế đặc biệt để đối phó với drone, bao gồm một lượng thuốc nổ và hàng ngàn viên bi thép có tầm bắn lên đến 3.000 mét. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Herman Smetanin cho biết, thỏa thuận này có thể mở rộng trong tương lai, bao gồm việc chuyển giao công nghệ để Ukraine có thể tự sản xuất hỏa tiễn FZ-275LRG. Đây là phiên bản công nghệ tiên tiến nhất của hỏa tiễn không đối không không điều khiển FC-90, được phát triển bởi công ty Fortress de Zibruga và sản xuất tại nhà máy vũ khí Earthstone ở Bỉ. Việc sở hữu loại hỏa tiễn này sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine một giải pháp trung gian hiệu quả giữa việc sử dụng súng máy cỡ lớn và hỏa tiễn phòng không đắt tiền để đối phó với các drone kamikaze Shahed của Nga. Do có cùng cỡ nòng 70 ly, hỏa tiễn này có thể được sử dụng với hệ thống Vampire mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng để đánh chặn drone của Nga, cùng với hỏa tiễn Mỹ được trang bị bộ dẫn đường chính xác APKWS. Thưa quý vị, sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, những tuyên bố của tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 giờ đang làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc tại châu Âu. Tuy nhiên, không có nhiều dấu hiệu cho thấy các quốc gia eu đã sẵn sàng cho kịch bản đơn độc hỗ trợ quân sự cho ukraine khi không còn sự hậu thuẫn từ washington theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà phân tích chính trị, lời hứa chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ của ông Trump nhiều khả năng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và Tổng thống Putin được cho là có thể dẫn đến một thỏa thuận, trong đó Tổng thống Nga có thể đồng ý đóng băng chiến tranh và tuyên bố đã đạt được hầu hết các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Đội ngũ của Trump mới đây đã khẳng định với người dân Mỹ rằng tân chủ nhân tòa Bạch Úc sẽ thực hiện đầy đủ các lời hứa tranh cử. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng kế hoạch hòa bình của Trump thực chất là một hình thức đầu hàng trước Nga và có thể khuyến khích thêm các hành động gây hứng từ Điện Kremlin. Động thái này không chỉ được xem là sự phản bội đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ châu Âu. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích vẫn lạc quan cho rằng trong nội các của Trump sẽ có những người có thể thuyết phục được ông không nhượng bộ Nga. Đáng chú ý, Robert O'Brien, một trong những ứng viên cho vị trí ngoại trưởng Mỹ, đã tuyên bố chính sách đối ngoại của tòa Bạch Úc sẽ dựa trên học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh, với kế hoạch tăng cường công nghiệp quốc phòng nhằm kiềm chế trung quốc theo nguồn tin từ đội ngũ trump một kế hoạch hòa bình mới đang được đề xuất cho ukraine trong đó không bao gồm viễn cảnh gia nhập nato điều này càng làm tăng thêm mối lo ngại về tương lai của ukraine và cấu trúc an ninh châu âu đáng chú ý không chỉ các nhà lãnh đạo như fico và orbán tại eu đã bày tỏ sự hân hoan trước chiến thắng của ông trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ Tình hình này đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho châu Âu trong việc duy trì sự ủng hộ cho Ukraine và đối phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Khả năng Mỹ thay đổi chính sách đột ngột có thể buộc các nước châu Âu phải xem xét lại chiến lược an ninh và quốc phòng của mình, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo vệ lợi ích chung của khu vực. Tập trung trở lại vào chính trường Mỹ, được biết rằng ngay sau khi ông Donald Trump được xác định là tổng thống đắc cử Hoa Kỳ chấm dứt cuộc đua vào tòa Bạch Ốc với đối thủ Kamala Harris một cuộc đua mới bắt đầu. Hiện tại, hàng loạt đồng minh của ông Trump đang gấp rút tiếp cận các thành viên thân cận của Tổng thống đắc cử để cố gắng tự giới thiệu về mình nhằm hướng tới vị trí nào đó trong nội các. Cuộc đua ráo riết tới mức ngay cả những người Cộng hòa trung thành nhất với Trump cũng bị cuốn vào cuộc cạnh tranh cho các vị trí hàng đầu trong chính phủ, theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề. Họ cần khẩn trương bởi ông Trump những tuần qua hầu như không đề cập tới vấn đề nhân sự, chủ yếu tập trung vào chiến dịch vận động tranh cử. Sau khi giành chiến thắng, lựa chọn nhân sự cho chính quyền mới trở thành vấn đề quan trọng của ông Trump. Tổng thống đắc cử được cho là sẽ công bố quyết định của mình về một số vị trí quan trọng trong vài ngày tới. Ông cũng đã chuẩn bị một loạt sắc lệnh hành pháp và văn bản chính sách để thực hiện vào ngày đầu tiên nhậm chức. Nắm bắt được điều đó, nhiều người đã kéo đến bữa tiệc mừng chiến thắng của Trump ở Florida ngay vào tối 5 tháng 11 hay hoãn chuyến bay điều chỉnh lịch trình di chuyển để nán lại Palm Beach nhằm xuất hiện bên cạnh tổng thống đắc cử nhiều nhất có thể. Trước cuộc bầu cử, Howard Lutnick và Linda McMahon, những người phụ trách bộ phận chuyển giao quyền lực của ông Trump, đã gặp một số ứng viên tiềm năng cho các vị trí cấp cao để thảo luận về việc quá trình thay đổi chính quyền sẽ diễn ra như thế nào. Vài tháng qua, ông Trump thỉnh thoảng đưa ra những cái tên có thể được chọn, nhưng ông không tham gia quá sâu. Các nguồn tin thân cận với Tổng thống đắc cử cho biết, vì niềm tin riêng, Trump thường từ chối tham gia các cuộc thảo luận như vậy, nhằm tránh nói trước bước không qua. Nhưng giờ đây, ông không thể làm ngơ trước việc ai sẽ đảm nhiệm vị trí chủ chốt nào trong chính quyền, những người có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch toàn diện do ông đưa ra nhằm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong các cuộc trò chuyện riêng tư vài ngày qua, ông Trump đã nói rõ một điều – ông muốn thưởng xứng đáng cho những người đã ủng hộ mình suốt hai năm cuối chiến dịch tranh cử trump từng nói ông hối hận về nhiều người mà chính ông đã đưa vào các vị trí cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tức giận với các trợ lý và quan chức nội các vì cố ngăn cản những yêu cầu và mong muốn của mình những đồng minh trung thành đang xếp hàng cho các vị trí trong chính quyền mới cho biết họ bây giờ không có ý định cản trở trump John McEntee, đồng minh của Trump, từng là giám đốc văn phòng nhân sự tổng thống tòa Bạch Úc và vẫn thân thiết với ông, đã chỉ đạo hoạt động nhân sự và được cho là sẽ đưa ra những khuyến nghị trong quá trình chuyển giao. Cass Patel, cựu quan chức an ninh quốc gia của Trump, người đang giúp tổ chức quá trình chuyển giao quyền lực, đã dành cả ngày 6 tháng 11 tại một văn phòng tại hạt Palm Beach để gặp mặt và tiếp nhận những cuộc gọi điện liên tục từ những người quan tâm đến các công việc trong chính quyền mới. Một trong những quyết định quan trọng mà Trump phải đưa ra là làm gì với những người ủng hộ nổi tiếng đã thúc đẩy chiến dịch của ông trong giai đoạn tranh cử nước rút như Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, kiêm chủ sở hữu mạng xã hội X. Trong một diễn biến đáng chú ý của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, tổng thống đắc cử Donald Trump đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử tại quận Star, Texas, một quận giáp biên giới Mexico với hơn 90% dân số là người gốc Hispanic hoặc Latino. Theo báo cáo của Fox for Dallas, ông Donald Trump đã đánh bại phó tổng thống Kamala Harris với tỷ lệ 57,7% so với 41,8% trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đầu tiên chiến thắng tại đây kể từ năm 1898. Điều đáng chú ý là sự thay đổi đột biến trong xu hướng bỏ phiếu của cử tri địa phương chỉ trong vòng 8 năm từ chỗ thua cựu ngoại trưởng Hillary Clinton với khoảng cách 60 điểm phần trăm vào năm 2016, ông Trump đã tạo nên một bước đột phá ngoạn mục với mức chênh lệch 76 điểm. Chiến thắng tại quận Star không phải là trường hợp đơn lẻ mà phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong việc ông Trump thu hút cử tri Hispanic, tức những người Mỹ gốc Latin trên toàn quốc. Theo số liệu từ Financial Times và các cơ quan thống kê khác, ông đã gia tăng được 6 điểm phần trăm ủng hộ từ cộng đồng Hispanic so với năm 2020, khiến đảng Dân Chủ chỉ còn dẫn trước một con số trong nhóm cử tri này. Tại quận Miami-Dade, Florida, một trong những cộng đồng Latin lớn nhất của Hoa Kỳ, ông Trump cũng đã giành chiến thắng với tỷ lệ cao hơn 2% so với kết quả của Tổng thống Biden năm 2020. Dân biểu Carlos Jimenez, nghị sĩ Cộng hòa duy nhất gốc Cuba tại Quốc hội nhận định, Người Hispanic là những người coi trọng đức tin, gia đình, lao động chăm chỉ và theo đuổi giấc mơ Hoa Kỳ, những giá trị cốt lõi của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã đi quá xa về phía tả, gần như tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều người trong chúng tôi đã rời bỏ đất nước mình để tránh xa chủ nghĩa xã hội, vì vậy xu hướng này không hề hấp dẫn chúng tôi. Phân tích của Fox News cho thấy sức hút của Trump đối với các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ là nền tảng cho thành công của ông. So với năm 2020, ông đã cải thiện đáng kể tỷ lệ ủng hộ trong các nhóm cử tri Hispanic tăng 6 điểm lên 41%, cử tri da đen tăng 7 điểm lên 15% và cử tri trẻ tăng 10 điểm lên 46%. Đặc biệt sự chuyển dịch này càng rõ rệt hơn trong các nhóm nam giới Hispanic tăng 8 điểm, nam giới da đen tăng 12 điểm và nam giới dưới 30 tuổi tăng 14 điểm so với cuộc bầu cử năm 2020. Những con số này phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc cử tri truyền thống của hai đảng chính tại Hoa Kỳ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay trên kênh The Saigon Post. Molifan cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.